Cô Chen nên nhớ Kim Lý giữa hơi hai người đàn bà quyền lực mới được showbiz biết đến. Mọi người cũng tự suy đoán và Kim Lý bắt cá hai tay, chứ không phải tôi nói, Kiko Chen chia sẻ. Tiết lộ về chuyện yêu đương với diễn viên Kim Lý từ 2 năm trước, Kiko Chen nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cô lại phải hứng chịu sự ném đá của mọi người bởi Kim Lý đã lên tiếng khẳng định mọi chuyện là do Kiko Chen bịa đặt. Kim Lý còn khẳng định có bằng chứng để chứng minh những phát ngôn của Kiko Chen là không đúng và anh đã ủy quyền cho luật sư giải quyết. Trao đổi với Kiko Chen về những lùm xùm mấy ngày nay, cô đã có những chia sẻ khá thẳng thắn. Mọi người tự suy đoán Kim Lý bắt cá hai tay. Khi chia sẻ về một câu chuyện tình đẹp đã qua, Kiko Chen có sốc không khi Kim Lý nói rằng đó là chuyện hoàn toàn bị đặt. Tôi buồn vì anh ấy phủ nhận nên báo chí và các anti-fan có dịp cười mình. Tôi hiểu anh ấy phải giữ gìn tình yêu đích thực với những bạn gái quyền lực, đó cũng là sự nghiệp của anh. Nhưng sự thật sẽ luôn là sự thật, dù anh có không thừa nhận thì hiện tại rất nhiều. Những người bạn biết chuyện tình cảm của chúng tôi cũng đã lên tiếng. Thậm chí có cả những cô ở nước ngoài rồi vẫn lên tiếng chứng minh cho câu chuyện tôi nói ra là thật. Tôi cũng mong chuyện kiện tụng sớm kết thúc và cả hai bên đều ổn thỏa để trở về với công việc của mình. Về luật sư thì lúc nào tôi cũng có vì công ty nhà tôi là công ty lớn. Luật sư lúc nào cũng có mặt ở văn phòng nên kiện tụng là chuyện nhỏ, chỉ thêm chút việc thôi. Nhưng Kim Lý nói có bằng chứng là câu chuyện Kiko Chen chia sẻ là bịa đặt. Chỉ có tò mò về bằng chứng đó không? Nếu anh ấy có thì cứ đưa ra thôi. Bên đó có tin nhắn của tôi với quản lý của anh. Nhưng những tin nhắn đó được viết rất rõ ràng là tôi đang xin lỗi quản lý vì báo chí đưa nhầm là chúng tôi yêu nhau 2 năm liền, trong khi ý của tôi là 2 năm trước. Tôi cũng đã nhờ một số báo sửa thông tin, nhưng các bài báo viết cứ mọc lên như nấm. Tôi không có khả năng kéo xuống nữa. Thay vào đó, tôi đã đính chính lên trang cá nhân. Mọi người cũng tự suy đoán là Kim Lý bắt cá hai tay chứ không phải tôi nói. Tôi biết anh ấy cũng buồn, tôi muốn giải quyết giữa hai bên với nhau tránh hiểu lầm, nhưng bên Kim Lý không chịu thì tôi đành nghe theo anh ấy đi kiện. Tại sao Kiko Chen không trực tiếp gọi điện giải thích rõ cho Kim Lý hiểu? Và nếu câu chuyện giữa chị và Kim Lý từng tồn tại, bây giờ lại bị người mình yêu thương một thời kiện cáo? Chị có nghĩ là do mình sai khi yêu đã chấp nhận im lặng không công khai? Tôi và Kim Lý đã không liên lạc với nhau từ tháng 3 2016. Tôi và Kim Lý mới đang trong giai đoạn tìm hiểu đối phương nên không cần thiết phải công khai. Trong phong tục phương Tây chắc anh ấy hiểu có 3 cấp độ. Biết nhau, hẹn hò, trong mối quan hệ. Thời điểm đó tôi và Kim Lý đang trong giai đoạn 2 nhưng không hợp nhau nên không tiếp tục nữa. Chị Hà hát rất hay và rất đẹp. Ngoài lùm xùm tình cảm, đoạn chat giữa Kiko Chen với quản lý của Kim Lý cũng bị công khai trên mạng xã hội. Nhiều người rất ngạc nhiên khi chị nói Hà Hồ cũng là fan hâm mộ lớn của em. Thì đúng vậy, chị hát rất hay và rất đẹp. Người phụ nữ mạnh mẽ và tự lập, Kim Lý là người làm tôi thất vọng và buồn, chứ đâu phải chị Hà. Tôi yêu ghét rõ ràng và không muốn lôi nhiều người vào để thêm rối bời. Hình như Kiko Chen đang bị nói ngược thì phải, vì với câu trả lời của chị thì người hâm mộ phải là Kiko Chen mới chuẩn. Có lẽ tôi nói ngược nên lại bị hiểu nhầm, tôi là người Bắc nên tôi bị hiểu nhầm rồi, y như vụ 2 năm trước và 2 năm liên tiếp. Ồn ào với Kim Lý, nhiều người cho rằng Kiko Chen đang cố tình gây chú ý để thuận tiện cho việc bước chân vào showbiz. Mọi người đang nhìn đúng bề mặt vấn đề và bảo vệ thần tượng của mình, còn tôi hiểu thấu vấn đề tại sao lại vào showbiz là vì tôi muốn đứng cùng anh và thành công hơn anh, tôi mới an lòng. Và mọi người nên nhớ, Kim Lý dựa hơi hai người đàn bà quyền lực mới được showbiz biết đến. Sau ồn ào bị tước phương miện, Leo Ngân Anh vẫn gây thất vọng về nhan sắc. Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh, Hoa hậu Đại Dương 2017 Leo Ngân Anh vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm của sự chú ý. Sau đêm chung kết Hoa hậu Đại Dương 2017, những hình ảnh của Leo Ngân Anh được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Cô trở thành đề tài bàn tán sôi nổi suốt nhiều ngày liên tiếp. Những tin đồn về việc phẫu thuật thẩm mỹ, làm mũi bơm môi được công chúng đồn đoán. Tuy nhiên, cả ban tổ chức lẫn Leo Ngân Anh vẫn một mực khẳng định người đẹp sở hữu nhan sắc tự nhiên. Tối 13 tháng 12, Leo Ngân Anh đã tham dự một sự kiện thời trang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hàng loạt sau việc đình đám. Đây là sự kiện hiếm hoi cô lộ diện sau những lùm xùm liên quan đến việc phẫu thuật thẩm mỹ chê bai nhan sắc. Đây cũng là lần đầu tiên cô tham dự một show diễn thời trang sau khi thoát án phạt từ cục. Tuy nhiên, nhan sắc của cô tiếp tục trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Có thể thấy sau 2 tháng đăng quang, thế nhưng nhan sắc của Hoa hậu Đại Dương 2017 vẫn không khá hơn là mấy.
Leo Ngân Anh xuất hiện với bộ đầm đính kết lấp lánh ôm sát cơ thể. Được biết, trước đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra quyết định phạt đơn vị tổ chức 4 triệu đồng vì cho phép thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ dự thi. Tân Hoa hậu Leo Ngân Anh không bị tước vương miện vì theo Nghị định 158 của Chính phủ, không có quy định nào về việc này, thu hồi danh hiệu thuộc trách nhiệm của đơn vị tổ chức. Nhan sắc của cô luôn là chủ đề tranh luận của cư dân mạng. Đứng trước làn sóng phản đối, Ngân Anh từng chia sẻ, "Tôi cũng không đánh giá được mình có giá trị khi đội vương miện hay không. Tôi hy vọng sẽ thay đổi góc nhìn của công chúng và làm được nhiều việc ý nghĩa cho xã hội." Vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh cho biết sẽ cân nhắc việc xử lý thí sinh Leo Ngân Anh. Cận cảnh nhan sắc thảm họa của Hoa hậu Đại Dương 2017 Ngân Anh sau hơn 2 tháng đăng quang. 10 sự kiện giải trí gây bão showbiz Việt năm 2017. Lê Giang, Tố Di Phương, Bình Minh lộ ảnh cùng Trương Quỳnh Anh, tâm tiết đá xéo may da là những sự kiện gây chú ý của showbiz Việt năm 2017. Lê Giang, Tố chồng cũ Di Phương bạo hành trên sóng truyền hình, một trong những sự kiện thu hút dư luận trái chiều giai đoạn cuối năm 2017 của showbiz Việt là ồn ào giữa vợ chồng Lê Giang, Di Phương. Xuất hiện trong chương trình Xoán Hào Quang, Lê Giang nức nở Tố từng bị chồng cũ Di Phương bạo hành, ném xuống cầu thang. Lời chia sẻ của nữ diễn viên hài ngay lập tức tạo nên làn sóng phẫn nộ với người xem. Trước lời tố của vợ cũ Lê Giang, Di Phương phủ nhận thông tin, đồng thời tiết lộ cuộc sống đảo lộn vì bị mang tiếng xấu, dẫn đến cơn đau tim tái phát. Sau đó, Di Phương quyết định khởi kiện chương trình Xoán Hào Quang. Về phía mình, Lê Giang hoàn toàn giữ im lặng sau những phát ngôn trên sóng truyền hình. Bình Minh, Trương Quỳnh Anh lộ ảnh thân mật. Bình Minh, Trương Quỳnh Anh từng đóng chung bộ phim Thề Không Gục Ngã vào năm 2015. Cách đây không lâu, những hình ảnh thân mật trên mức đồng nghiệp của cả hai được chia sẻ trên mạng xã hội. Khán giả tỏ ra vô cùng bất ngờ bởi Bình Minh và Trương Quỳnh Anh đều đã có gia đình riêng. Sau khi scandal xảy ra, có nguồn tin cho rằng đó chỉ là ảnh hậu trường phim do Bình Minh và Trương Quỳnh Anh thủ vai. Về phía bà xã của Bình Minh và chồng của Trương Quỳnh Anh, cả hai đều bày tỏ sự tin tưởng đối với người bạn đời của mình. Maya và Tâm Tiết. Vào tháng 9 2017, Maya bất ngờ chia sẻ với báo giới câu chuyện có thật của mình. Nữ ca sĩ cho biết cô và bố bé bồ câu vẫn có mối quan hệ khá tốt dù đã chia tay. Thực sự hiện tại tôi cũng không muốn nói nhiều bởi bản thân cũng không còn liên quan hay đau buồn gì nữa. Tuy nhiên tôi vẫn muốn tôn trọng tình cảm đó vì nhờ mối tình đó tôi mới có bé bồ câu. Sau khi bất ngờ bị lôi vào chia sẻ của Maya rằng chồng mình từng có thời gian hẹn hò khá mặn nồng với nữ ca sĩ, Hot Girl Tâm Tiết đã viết lên trang cá nhân, hẳn là người thứ ba bị người thứ ba chen ngang, khổ tâm thật sự, chẳng qua người tính không bằng trời tính đó mà, đen thì phải chịu, đỏ quên đi. Câu chuyện chưa kết thúc thì cả hai tiếp tục công kích qua lại. Maya tiết lộ mình là bạn gái cũ của chồng Tâm Tiết. Cô Hot Girl cũng không vừa khi công khai bé bồ câu chính là con gái của đại gia Chu Đăng Khoa. Ca sĩ Đông Hùng bị giang hồ chém. Vào tháng 8 2014, thông tin nam ca sĩ Đông Hùng bị giang hồ chém gây xôn xao dư luận. Nam ca sĩ tiết lộ trong 5 năm qua, anh đã phải làm việc rất vất vả để trả số nợ cũ gần 4 tỷ đồng của mẹ. Đông Hùng dường như kiệt sức khi liên tục gánh thêm những món nợ mới của mẹ. Vì vậy, anh buộc phải lên tiếng cầu xin mọi người không cho mẹ của anh vay tiền nữa. Cũng như mong mẹ hãy thương anh và em trai mà ngừng chuyện vay mượn khắp nơi như trước. Hương Giang Idol xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân. Trong một game show, Hương Giang Idol bất ngờ đưa ra đáp án đúc đầu vô cầu tiêu cho câu hỏi có gắn tên của nghệ sĩ Trung Dân. Ngay sau khi chương trình lên sóng, cô ca sĩ đã hứng chịu không ít gạch đá của dư luận. Sau khi bình tĩnh lại, Hương Giang Idol đã công khai xin lỗi trên livestream và được bậc tiền bối tha thứ. Sau đó, nữ ca sĩ tạm lui về hậu trường một thời gian để nhìn lại bản thân và nghỉ ngơi sau những chuyện không hay xảy ra. Hồng Nhung vợ Xuân Bắc tố nghệ sĩ nhân dân Anh Tú chèn ép. Tháng 9 2017, Hồng Nhung vợ Xuân Bắc livestream lên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Anh Tú chèn ép không cho cô chấm thi tốt nghiệp. Nghệ sĩ nhân dân Anh Tú sau đó đã phủ nhận lời tố cáo này. Vợ Xuân Bắc còn lên tiếng về việc cơ sở vật chất của nơi cô làm giảng viên không đảm bảo cho công tác giảng dạy. Cô cũng yêu cầu nghệ sĩ nhân dân Anh Tú phải lên tiếng xin lỗi mình giữa lùm xùm khi ấy. Nghệ sĩ Xuân Hương kiện Trang Trần vì xúc phạm danh dự. Tháng 5 2017, Trang Trần đăng tải clip mắng nghệ sĩ Xuân Hương khi cho rằng tài khoản tên Lê Xuân Hương để lại bình luận vô văn hóa lên trang cá nhân của cô.
nghệ sĩ Xuân Hương phủ nhận đồng thời tuyên bố kiện Trang Trừng vì xúc phạm danh dự của bà. Minh Hằng tố Hà Hồ chèn ép, buộc cô rời khỏi ghế nóng The Face. Tháng 4, 2017, Minh Hằng bất ngờ tiết lộ chuyện bị Hồ Ngọc Hà chèn ép vì không muốn ngồi chung ghế nóng tại The Face 2017. Giữa ồn ào, Hà Hồ úp mở chia sẻ, tôi không bao giờ muốn làm những điều không hay, giống như những gì người ta nói. Cuối năm Minh Hằng một lần nữa lại khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tung ra MV mới, trong đó có một phân cảnh ngắn được cho là ám chỉ scandal giữa cô và Hà Hồ. Tuy nhiên Minh Hằng đã phủ nhận hoàn toàn việc này. Mối tình Ngọc Trinh và đại gia Hoàng Kiều, showbiz Việt năm 2017 còn ồn ào bởi cuộc chia tay ầm ĩ giữa Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều. Cụ thể, cuối tháng 1/2017, đại gia 72 tuổi nói lời chia tay bạn gái sau 3 năm hẹn hò. Vụ kiện Phương Nga và Cao Toàn Mỹ. Năm 2015, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vướng vào vụ kiện tụng lừa đảo với đại gia Cao Toàn Mỹ, số tiền lên tới 16,5 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm bị tạm giam, cô được tại ngoại chờ điều tra bổ sung vụ án. Trương Hồ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ làm tốn không ít giấy mật báo chí vào thời điểm diễn ra phiên tòa.